Quy trình rửa xe ô tô chuyên nghiệp theo 6 bước chuẩn dưới đây sẽ giúp quý khách hàng rửa xe nhanh sạch, đảm bảo an toàn cho bề mặt sơn xe. Mọi người tham khảo. Rửa xe ô tô tưởng chừng là việc làm đơn giản, tuy nhiên đây lại là công việc đòi hỏi người rửa phải có kỹ thuật rửa xe ô tô tốt và sự tỉ mỉ. Không có chuyên môn tốt, việc rửa xe sẽ không cho hiệu quả cao và còn ảnh hưởng đến độ bền xe. Bạn cần đầu tư những dụng cụ sau: cầu nâng, một trụ rửa xe ô tô, máy nén khí rửa xe, máy hơi, máy phun nước rửa xe, bình phun xịt bọt thiết ít nhất là 30 lít, máy hút bụi ô tô, chất rửa xe chuyên dụng, 2 chiếc xô, một xô đựng nước sạch, một xô pha dung dịch tẩy rửa, khăn lau xe thấm hút tốt, găng tay chuyên dụng, miếng bọt biển, bàn chải cọ rửa bánh xe. Rửa xịt bên ngoài, dùng vòi nước sạch thông thường xịt sơ toàn thân xe. Việc này để làm ướt xe nên chưa cần xịt mạnh, làm mềm các chất bẩn, làm trôi các vết bẩn, sạn, sỏi đá nhỏ. Nếu bạn xịt ngay bếp phun 0 độ, 15 độ thì các vết sạn nhỏ li ti sẽ tạo ra các vết xước nhỏ, dần dần sẽ làm hư bề mặt sơn xe. Bạn nên sử dụng bếp phun 45 độ để làm ướt xe là phù hợp nhất. Vệ sinh gầm xe, bạn nên lắp đặt cầu nâng một trụ cho cơ sở của mình, để khi cho cầu kích nâng ô tô lên cao, việc xịt rửa gầm bằng máy rửa xe sẽ thuận tiện hơn. Mọi người có thể dùng máy rửa xe cao áp để có thể vệ sinh toàn bộ gầm xe. Đây là vị trí tồn tại các vết bẩn cứng đầu, khó vệ sinh nhất nên cần máy áp lực cao để đánh tan chúng. Ngoài ra bạn nên xịt thêm 4 bánh xe để rửa trôi những vết bẩn như bùn đất, tiện cho việc vệ sinh lốp về sau. Rửa thân xe, đây là bước chiếm nhiều thời gian nhất trong quy trình rửa xe ô tô. Chỉnh lực phun trên máy đủ mạnh rồi xịt rửa đều thân xe từ trên xuống, góc phun nước chết một khoảng chứ không được xịt vuông góc để làm trôi vết bẩn, điều này sẽ làm hại đến vỏ cũng như lớp sơn xe. Tiếp theo là việc phun hóa chất bọt tuyết lên bề mặt xe ô tô. Mọi người nên dùng hóa chất bọt tuyết để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Bọt tuyết là chất tẩy rửa khá mạnh và có thể vệ sinh nhanh chóng, sạch hơn những loại xà phòng thông thường. Sau khi phủ bọt tuyết, hãy dùng khăn rửa xe cọ rửa nhẹ nhàng từng phần từ trên xuống dưới để không bỏ sót. Cọ khăn theo chiều ngang hoặc chiều dọc, không nên rửa theo hình tròn. Và hãy nhớ đừng bỏ qua các chi tiết hốc cạnh trên thân xe. Cuối cùng, xả sạch xà bông và chất bẩn trên xe bằng nước áp lực mạnh. Hãy xịt từ trên xuống dưới để cuốn trôi xà bông, tránh để dung dịch bị khô trên bề mặt bám ngược vào xe, mất thời gian để rửa lại. Dùng súng phun xịt rửa lại toàn bộ xe. Lau khô, đánh bóng lốp xe, dùng súng xịt khô để thổi bớt nước ở vị trí đọng rồi dùng khăn khô, nên dùng khăn microfiber để không bị đổ lông, khả năng hút thấm hiệu quả, để lau toàn thân xe, không nên để nước tự khô vì nó sẽ để lại các vệt nước mờ trên vỏ, có cảm giác bẩn và kém chuyên nghiệp. Sau đó, pha dung dịch bóng lốp xịt lên lốp để bảo vệ cao su và giữ màu đen bóng cho lốp xe. Nên dùng bàn chải quét bóng lốp chuyên dụng để tiết kiệm thời gian và dung dịch. Dọn vệ sinh nội thất, bước cuối cùng trong quy trình rửa xe ô tô chính là hút bụi nội thất. Bạn cần hút kỹ các kẽ trên ghế, vị trí trong cửa, cửa gió là các vị trí thường bị bỏ sót. Nên kết hợp với cọ để hút bụi hiệu quả hơn. Kiểm tra lại tình trạng xe, sau khi hoàn tất mọi công đoạn hãy kiểm tra lại toàn bộ để xem còn vết bám nào không, nếu còn hãy dùng chất tẩy rửa chuyên dụng để xử lý rồi mới bàn giao lại cho khách để đảm bảo dịch vụ chăm sóc của mình luôn tối ưu nhất. Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rõ về quy trình rửa xe ô tô cùng những lưu ý để tiệm rửa xe đông khách. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn mua thiết bị hãy gọi đến TASICO. Chúc bạn thành công trong kinh doanh.